chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của MaxHome. Quý vị thân mến, đầu năm 2024, Ngọc Huyền cũng như là Đức Kiên lại được vinh dự đồng hành cùng với quý vị để ghé thăm công trình thực tế do MaxHome của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Ngọc Huyền cũng như là Đức Kiên sẽ dẫn quý vị đến thăm công trình của gia đình anh Thao có địa chỉ tại Quỳnh Phụ Thái Bình. Và đây chính là công trình của chúng ta rồi, với một cái hệ thống cổng ngay phía sau lưng của chúng tôi đây. Như quý vị có thể nhìn thấy rằng là đã được đầu tư nó vừa đủ thôi, nhưng mà nó cực kỳ là phù hợp, ăn khớp với cả cái phong cách phía bên trong ngôi nhà. Và ngay từ cái hệ thống cổng này thôi đã toát lên được một cái vẻ rất là hiện đại rồi, bằng cách là sử dụng này cái hệ thống cổng này được làm bằng chất liệu, đó chính là cái sắt hộp sơn tĩnh điện kết hợp cùng với gỗ nhựa. Bên cạnh đó thì hai bên hệ thống cột trụ cổng của chúng ta này thiết kế vô cùng vương vức, với những cái đường kẻ chỉ âm tường màu xanh ghi nữa thì nó sẽ tạo nên được một cái sự hài hòa cho không gian ngoại thất. Và trong cái lối thiết kế nha, quý vị lưu ý rằng là từ phía ngoài vào phía bên trong chúng ta nên đồng nhất với nhau, tránh cái tình trạng là phía bên ngoài chúng ta muốn có thêm những cái điểm nét hay là những cái phao chỉ thì mặc dù là nhìn phía bên ngoài nó có vẻ đẹp đấy nhưng mà nó không ăn khớp với cả phía bên trong, thì nó là một cái lỗi trong cái việc thiết kế. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong để khám phá những công trình nhé. Quý vị thân mến, khi mà bước vào cái khuôn viên chính của công trình nhà anh Thao thì thực sự là Ngọc Huyền cảm thấy đây là một không gian vô cùng rộng ạ, và nó mang đúng tính chất của một ngôi nhà vườn. Và các kiến trúc sư của chúng tôi thì đã thiết kế làm sao để đẩy lùi công trình chính về một bên và tận phía sau công trình, phía trước này cũng như là mặt bên hông là những khoảng sân vô cùng lớn này để chúng ta có thể bố trí tiểu cảnh sân vườn cũng như là khu vực để xe. Và cái việc mà bố trí cái vị trí của công trình này thì ngoài cái việc là gia chủ đã lựa chọn trước ra, thì trong cái quá trình tư vấn ý, cũng như là về trực tiếp tại cái địa bàn này để chúng ta đo đạc về những cái kích thước, thì đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đã tư vấn thêm cho chủ nhà rằng là chúng ta nên đặt công trình ở vị trí nào, hay là xung quanh chúng ta nên có những cái hướng cây trồng như thế nào để nó thực sự phù hợp với cả cái việc sử dụng của công trình. Và chúng ta sẽ tiến gần hơn một chút để khám phá xung quanh phần sân vườn công trình trước nhé. Đầu tiên thì có một cái không gian mà Huyền cảm thấy là vô cùng ấn tượng, đó chính là cái phần tiểu cảnh phía trước công trình này. Kiên có thể để ý không ạ? Nó giống như là một cái ngọn đồi thu nhỏ vậy ấy. Ở đây thì có những cái điểm chính, điểm phụ này, từ cây tùng rất là lớn này đến những khu vực là cây vạn tuế này, và thoai thoải dần về phía mặt bên như thế này. Đấy, nó giống như là một cái quả đồi nho nhỏ vậy, có cây đại thụ lớn lớn đó. Chính xác. Và nếu như mà quý vị thích hơn thì chúng ta có thể làm thêm một cái hồ cá coi nhỏ nhỏ phía trước này thôi, thì nó sẽ đảm bảo cả cái yếu tố cả sơn cả thủy. Cũng có thể là để nguyên như thế này thì chúng ta có thể để thoải mái một cái xe ô tô, sẽ giúp cho quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ thuận tiện hơn. Thì cái đấy phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu sử dụng của quý vị. Và chưa hết đâu nha quý vị, ngoài cái khu vực tiểu cảnh ở phía bên này ra thì ở phía trước công trình thì gia chủ của chúng tôi thì cũng có để thêm một số những cái cây bonsai nho nhỏ này, rồi những chậu cây cảnh nữa để cho căn nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Và ở đây với một khoảng sân vườn rộng rãi như vậy thì tất cả chúng ta đã đều được lát bằng cái gạch trống trơn, thì cái việc chúng ta di chuyển đi lại phía bên trên này thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác là chắc chân, hay là vào những cái ngày mưa ấy thì mặc dù sân ướt nhé, nhưng mà chúng ta đi lại thì cũng sẽ không bị trơn trượt hay là vấp ngã. Và với một khoảng sân rộng như thế thì phía bên cạnh này chúng ta cũng sẽ có một cái khoảng trống này là một cái khoảng sân vườn khác, thì chúng ta cũng đã trồng thêm những cái cây trúc. Và đây chính là một cái không gian nó cũng rất là tuyệt vời, không kém cạnh gì so với phía trước của ngôi nhà. Và công trình của chúng ta thì sẽ có hai hệ thống sảnh. Ở phía bên này thì sẽ là khu vực sảnh chính. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một khu vực sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Và như Kiên vừa có nói đấy ạ, thì ở ngay cái phía khu vực này để đi vào cái phần sảnh phụ thì sẽ có một cái hàng trúc trồng ở đây. Chưa hết đâu nha, tiến ngay phía xuống phía dưới này thôi. Thì ở đây không biết là Kiên có nhận ra cái điểm gì rất đặc biệt không ạ? Bình thường nhé, rằng là những cái cuốn thư như thế này chúng ta sẽ thường trang trí ở những cái khu vực ví dụ như khu vực tâm linh, hay là những cái nơi ví dụ như là những cái cửa môn của công trình. Nhưng mà đối với công trình này của chúng ta thì lại trang trí ở một cái mặt bên, và thường cái vị trí này tôi hay thấy rằng là chúng ta sẽ để một cái bức tranh sơn thủy hơn, nhưng mà sẽ phụ thuộc vào cái lựa chọn của gia chủ thôi. Cái việc chúng ta đặt một cái cuốn thư ở đây cũng rất là đẹp. Thực ra ấy, thì khi mà gia chủ của chúng tôi để một cuốn thử ở đây ấy, không phải là chỉ đặt cho đẹp đâu, mà bên cạnh đó gia chủ cũng đã suy nghĩ này, cũng như là tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về phong thủy nữa. Có cái phần phía bên này, mặt bên này, thực ra nhá, cái khu vực này ấy, nó cũng không khác gì là một cái lối mà cái khu vực giống như cửa chính cả. Như này, từ cái thiết kế của nó này cho đến hệ thống cột trụ ở phía hai bên này. Đó, và thường thường là khi mà gia chủ chúng tôi để xe phía khu vực kia thì có thể đi trực tiếp này từ cái ngoài kia vào phía bên trong và đi thẳng bên trong công trình. Và cũng chưa hết đâu, Thực chất ra nhé, là cái cuốn thư này của chúng ta khi mà đối diện thẳng vào thì cái công năng phía bên trong đấy chính là khu vực tâm linh. Đúng. Đó thì đấy chính là những cái ý đồ rất là tinh tế của gia chủ. Thì ngoài ra đối với sảnh phụ này, quý vị có thể nhận thấy rằng là đã được đầu tư không kém cạnh gì so với sảnh chính luôn, với hệ thống bậc ngũ cấp đi lên này, hai hệ thống cột trụ hai bên, những cái đường sơn chỉ âm cột và thậm chí là cả cái mái phía bên trên của chúng ta sẽ là một cái mái Nhật luôn. Và quý vị có thể thấy ạ, vừa nãy giờ chúng ta đã đi xung quanh căn nhà rồi, thấy được là rất nhiều cây cỏ này, rồi là hoa lá xung quanh căn nhà này. Và Kiên có biết không, ngay cả những cái hệ thống cái cây rất là lớn như thế này này đều được gia chủ của chúng tôi mua trực tiếp ạ, chứ không phải là trồng tự nhiên đâu. Và như chúng ta có thể theo dõi rằng là vẫn đang còn bao, rồi là ở phía dưới bầu đất vẫn đang còn mới. Công trình của chúng ta thì cũng mới hoàn thiện xong để chúng ta kịp đón cái Tết. Thì ở đây chúng ta đã có một cái công trình, đây xin giới thiệu với quý vị, một nhân vật chính của chúng ta với một tầng thôi nhưng mà đã đầy đủ tất cả mọi công năng phía bên trong, với một cái tổng diện tích lên tới 180 m². Ở phía mặt trước, mặt tiền chúng ta sẽ có diện tích đó chính là 10 m và chiều sâu đó chính là 18 m. Đó thì với một cái công năng như vậy chúng ta đã có thể sử dụng rất là thoải mái cho nhu cầu rồi. Và phía bên trên cái chiều cao tổng thể, chúng ta sẽ có chiều cao tổng thể là 7,9 m, trong đó sẽ đầu tư là 750 mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới này, 3,9 m cho chiều cao thông thủy của công trình, và riêng phần mái Nhật phía bên trên chúng ta sẽ đầu tư là 2,9 m. Và công trình của chúng ta thì được pha trộn với những màu sắc vô cùng hài hòa, với chủ đạo là theo tông màu lạnh nha quý vị. Ở đây thì quý vị có thể thấy là cái màu sơn trắng làm chủ đạo. Bên cạnh đó thì sẽ kết hợp với hệ thống mái ngói màu xanh ghi phía bên trên. Và ngoài ra thì ở phía dưới ấy, chúng ta sẽ có này, ở cái phần xanh ghi ở dưới phần cổ mái này, cũng như là những cái đường kẻ chỉ âm tường ở trên hệ cột. Đó, và bên cạnh đó để cho ngôi nhà của chúng ta nó có thêm phần khỏe khoắn hơn thì toàn bộ phía dưới chân cột của chúng ta thì sẽ được ốp bằng chất liệu đó chính là đá vân mây để cho công trình thêm phần chắc chắn hơn. Còn phía dưới chân công trình thì sẽ ốp bằng chất liệu đó chính là đá chẻ để bảo vệ cho các phần này khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Và trong cái quá trình mà chúng tôi tư vấn với các vị chủ nhà ấy, thì thường là chúng ta sẽ chốt những cái vấn đề về những cái phong cách này, mẫu mái này, cũng như là về những cái hệ thống bậc. Ở đây thì đội ngũ kỹ sư của chúng tôi cũng đã tư vấn chủ nhà lựa chọn cái hệ thống bậc ngũ cấp rồi. Thì với cái việc lựa chọn như thế này nó sẽ giúp cho cái công trình chúng ta có một chiều cao nó bề thế hơn. Ngoài ra nữa thì chúng ta với một khoảng sân vườn sau này, nếu như chúng ta tôn cao lên hay là ngoài mặt đường kia chúng ta tôn cao lên thì căn nhà chúng ta cũng sẽ không lo là nó sẽ bị thấp hơn, khiến cho nước chảy ngược vào phía bên trong nhà. Và quý vị có thể tưởng tượng nhé, khi mà chúng ta để một cái hệ thống bậc ngũ cấp ấy, trong những căn nhà một tầng như thế này ạ, vừa giúp là căn nhà của chúng ta cao hơn này, và bên cạnh đó thì nó sẽ giúp là cân đối này giữa cái phần đế, phần thân và phần mái. Một công trình như thế này mà chúng ta vẫn để khoảng tầm một bậc thôi thì nó sẽ không thể nào thấy được cái sự bề thế của công trình này, đúng không Kiên? Và đó cũng chính là một cái lý do mà khi mà gia chủ của chúng tôi mà xây dựng làm nhà ấy, thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã tư vấn cho gia chủ đấy, để cố gắng là xây dựng chỗ khu vực này thành 5 bậc. Và đối với sảnh chính này của chúng ta thì như quý vị có thể thấy rằng là cái không khí Tết đã tràn ngập ở đây rồi. Với cả cây quất này rất là đồ sộ, ngoài ra còn có cả một cái cây mai nữa. Cây mai của chúng ta gia chủ vừa mới đưa từ miền Nam về nha. Và chúng ta đã phải bọc để chúng ta không giữ cho cái cây nó không bị sốc nhiệt. Đó là một sự chăm sóc rất là kỳ công. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiến gần hơn một chút vào bên trong công trình để khám phá nhé. Và quý vị thân mến, khi mà chúng ta bước vào trong này thì đã đi qua một cái hệ thống cửa chính. Cửa chính ở đây của chúng ta thì rất là thông thoáng rồi, với cả một cái mảng kính cường lực này kết hợp với cả lan hoa đồng nữa thì nó đã tạo thêm những cái đường nét rất là đặc biệt của một cái hệ thống cửa. Và cái hệ thống cửa này của chúng ta nhé, đo rất là kỹ lưỡng về cái kích thước, chiều rộng, chiều cao để làm sao nó đem lại những cái sinh khí dồi dào tốt nhất dành cho gia chủ. Và hệ thống cửa chính của chúng tôi ạ, qua quá trình mà chúng tôi thiết kế đấy ạ, thì gia chủ cũng có hỏi là tư vấn rằng là nên sử dụng là cửa gỗ tự nhiên hay là những cái cửa ví dụ nhôm hệ sinh pha hay là cửa thép vân gỗ. Thì chúng tôi đã giới thiệu cho gia chủ là đối với những căn nhà hiện đại như thế này thì chúng ta nên sử dụng những loại vật liệu mới, như ở đây là loại cửa nhôm sinh pha này kết hợp cùng với lại kính cường lực. Như thế này thì nó sẽ chống chịu là hết tất cả này, mọi tác động thời tiết từ bên ngoài này, đặc biệt là khí hậu của Việt Nam này, như là chống chịu được mối mọt này, cong vênh hay co ngót này. Đặc biệt là cái hệ thống cửa này của chúng ta nhá, thì nó sẽ sử dụng cái lớp nan hoa đồng nữa, thì nó sẽ cách được 2 lớp kính. Đây là cửa kính 2 lớp như Kiên. Thì với cái cửa kính 2 lớp thế này thì nó sẽ cách âm, cách nhiệt vô cùng tốt này. Và đặc biệt thì cái giá thành của nó thì lại rẻ và tiết kiệm hơn là cái cửa gỗ tự nhiên rất là nhiều. Chính vì thế là qua một quá trình tư vấn thì gia chủ chúng tôi đã quyết định lựa chọn cái loại cửa đó nhôm hệ sinh pha và kính cường lực để cho căn nhà chính của chúng ta. Còn bước vào đây thì sẽ chính là một không gian phòng khách của chúng ta. Phòng khách thì với một diện tích khoảng tầm 30 m². Ở đây thì gia chủ chúng tôi có để một bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, một cái bộ bàn ghế rất là lớn này, để gia đình của chúng ta có thể tiếp được rất là nhiều những vị khách quý. Và nếu như quý vị để ý kỹ thì sẽ có rất nhiều những cái họa tiết hoa văn phía bên trên bàn ghế thì nó sẽ vừa đủ thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái cảm giác sang trọng cho công trình. Và phía trước phía bên trên này chúng ta còn có cả bàn trà nữa, có thể thấy rằng là gia chủ là một tay chơi trà cũng rất là chuyên nghiệp đấy. Thì ở đây khi mà chúng ta ngồi đây, chúng ta thường trà ngồi với bạn bè thì chúng ta còn vừa xem tivi nữa, sẽ rất là thuận tiện và đảm bảo cái nhu cầu giải trí cho gia đình. Và căn nhà của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá phòng ngủ đầu tiên nhé. Quý vị thân mến, vào phòng ngủ này của chúng ta thì với diện tích là 12,5 m². Không gian trong này thì có để này một hệ thống giường ngủ này, tắp đầu giường phía hai bên, phía đối diện thì sẽ là một hệ thống tủ quần áo. Nói chung là trong căn phòng này thì rất là đầy đủ rồi. Ngoài ra thì sẽ còn có 2 hệ thống cửa sổ, một hệ thống cửa sổ phía bên hông nhà và một hệ thống cửa sổ để hướng ra phía trước công trình. Đây, quý vị có thể nhìn thấy ạ. Khi mà tôi mở cái hệ thống cửa này ra này, đây. Nhìn từ hệ thống cửa sổ này chúng ta sẽ thấy được toàn bộ này cái phần tiểu cảnh sân vườn ở phía ngoài vô cùng đẹp mắt ạ. Và ngôi nhà của chúng ta trở nên rất là hòa nhập với thiên nhiên. Bên cạnh đó ta có thể thấy được ở đây là toàn bộ hệ thống cửa sổ chúng ta sử dụng một chất liệu đó chính là cửa nhôm hệ kết hợp cùng kính cường lực. Và gia chủ cũng rất là cẩn thận khi mà đây thì có được sử dụng thêm những cái loại là sắt hộp sơn tĩnh điện nữa. Nó sẽ đồng màu với lại cái màu của cái nhôm hệ như thế này thì nó sẽ tạo cho căn nhà của chúng ta này một cái sự rất là đồng bộ, và bên cạnh đó thì đảm bảo được an toàn. Và ngay phía bên cạnh thì chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ thứ hai với đồng diện tích là 12,5 m². Tại đây đã được bố trí đầy đủ tất cả những nội thất công năng sẽ tương tự như phòng ngủ trước, và điều đặc biệt là tất cả những phòng ngủ của công trình này chúng ta sẽ đều có những cái ô cửa sổ riêng để có thể đón nhận được những cái nguồn ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào này. Và đặc biệt rằng là với một cái phòng ngủ mà có một không gian và ở phía bên trên chúng ta sẽ có hệ thống đèn downlight để có thể phủ được cái sáng ra khắp mọi ngóc ngách phía bên trong căn phòng. Quý vị thân mến, và không gian tiếp theo chúng tôi mới giới thiệu với quý vị ạ, thì đó chính là khu vực tâm linh của cả ngôi nhà. Khu vực tâm linh của chúng ta thì sẽ đặt ở giữa nhà này, và hướng của ban thờ của chúng ta này thì sẽ hướng thẳng vào khu vực đó chính là sảnh phụ nhé. Và như đã giới thiệu với quý vị rồi rằng là từ đầu video chúng ta sẽ có một cái cuốn thư ở ngay phía bên ngoài, đó thì sẽ rất là phù hợp với phong thủy. Và ngay phía bên trong này, khi mà chúng ta bước từ không gian vào phía bên trong thôi là đã sang một cái loại sàn lát khác rồi. Ở đây chúng ta đang sử dụng là sàn gỗ nhé, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác là trang trọng hơn cho khu vực tâm linh này. Và ngoài ra nữa thì cũng sẽ tạo ra cảm giác là ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Và khu vực này của chúng ta thì ban thờ này được gia chủ chúng tôi đặt rất là kỹ lưỡng ạ. Hướng ban thờ làm sao để đặt với hướng hợp tuổi gia chủ này, giúp đó là nhiều tài lộc và vượng khí. Và xung quanh đây thì tôi có để ý là gia chủ cũng rất là chăm chút, khi mà phía hai bên này thì sẽ có những cái bộ tranh về 4 mùa. Đấy, xuân hạ thu đông. Ở đây thì nó rất là hợp phong thủy đấy quý vị ạ. Và có một cái điều đặc biệt nhé, nếu như quý vị để ý thì tất cả những cái kích thước của 3 phòng ngay cạnh nhau đều đồng nhất là 12,5 m² từ khu vực tâm linh này, cả 2 phòng ngủ trước. Đó, nó đã thông qua khoảng thời gian là đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi tư vấn và lựa chọn với gia chủ để làm sao cho những cái tỷ lệ với là những cái kích thước của căn phòng làm sao cho nó đồng nhất, hay là cái việc chúng ta sử dụng nó sẽ đảm bảo được cái không gian. Và từ khu vực này ạ, như tôi có vừa nói với quý vị thì đây sẽ là cái khu vực cửa. Cửa này sẽ thông ra cái khu vực là sảnh phụ ở phía bên hông nhà mà đầu video chúng tôi đã giới thiệu với quý vị đấy ạ. Hệ thống sảnh phụ của chúng ta thì cánh cửa này cũng được sử dụng một chất liệu đó chính là nhôm hệ kết hợp cùng kính cường lực để đảm bảo được sự đồng nhất. Và ngay phía bên cạnh thì chúng ta sẽ có thêm một cái khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn luôn. Thì tại đây chúng ta đã bố trí một cái bộ bàn ghế lên từ 6 chỗ ngồi để có thể ngồi ăn uống, rất là thuận tiện cho việc chúng ta nấu nướng xong chúng ta đưa đồ ăn ra đây chúng ta ăn luôn. Và ngay phía bên trên chúng ta cũng sẽ sử dụng hoàn toàn là một cái hệ thống đèn downlight nhé. Thì cái hệ thống đèn downlight này nó đã chạy dọc từ phía bên ngoài phòng khách vào khu vực tâm linh hay là vào khu vực phòng bếp này và toàn bộ những công năng còn lại trong ngôi nhà. Đó, nó đã tạo ra sự đồng nhất này. Vào khu vực phòng bếp của chúng ta thì cũng sẽ được thiết kế này hệ thống tủ bếp theo hình chữ L. Ở đây thì hệ tủ bếp trên và tủ bếp dưới đều làm bằng chất liệu đó chính là cái gỗ công nghiệp lõi xanh và ăn cường. Ở bên ngoài thì sẽ có phủ một cái lớp melamine ạ. Cái lớp này thì nó sẽ có tác dụng này bảo vệ cho cái phần hệ thống tủ của chúng ta này, tránh là ẩm mốc này. Đó. Và trong khu vực này thì cái mặt bàn bếp nhé thì cũng sẽ được ốp bằng chất liệu đó chính là cái đá vân mây. Còn phía bên trong ạ, thì sẽ là một cái lớp kính cường lực nữa để có thể thuận tiện cho chúng ta trong cái quá trình mà lau dọn. Và đối với không gian này thì phía bên trên chúng ta vẫn có thể điều chỉnh sang một cái hướng khác là làm một cái hệ thống tủ lên cao kịch trần nhé. Thì chúng ta sẽ có thể tận dụng được tối đa khoảng không gian trong ngôi nhà. Và đối với công trình của chúng ta sẽ còn có một phòng ngủ nữa cơ. Phòng ngủ này thì sẽ rất là rộng, có diện tích là 24,5 m², thì sẽ rất là phù hợp cho cái việc chúng ta đón tiếp những vị khách quý này khi mà đến thăm với công trình. Và quý vị thân mến, ở dưới cuối khu vực nhà của chúng ta thì sẽ có thiết kế này đến 2 nhà vệ sinh nha. 2 nhà vệ sinh này sẽ thiết kế tách biệt nhau. Nhà vệ sinh đầu tiên nằm ở khu vực này, cho nhà vệ sinh rất là đầy đủ này, từ hệ thống lavabo này, bồn vệ sinh cho vài tấm sen này. Ở phía bên trong này thì sẽ có một cái tấm vách ngăn kính để ngăn nước bắn ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng gói tắm. Trong không gian này thì ngoài hệ thống hút mùi, chúng ta sẽ còn có thêm một cái ô thoáng ở phía đằng sau này nữa để lấy được ánh sáng tự nhiên này, cũng như điều hòa không khí, tránh ám những cái mùi khó chịu cho không gian này. Và ở ngay phía bên cạnh thôi là chúng ta sẽ có thêm một nhà vệ sinh tương tự như vậy, đồng nhất cái diện tích là 4 m² và cũng sẽ đầy đủ những cái nội thất công năng tương tự như vậy. Ở đây thì sẽ sử dụng những cái trang thiết bị của MaxHome quý vị nhé. Và nói thêm về trang thiết bị của MaxHome thì hiện tại chúng tôi đã có được nhà máy để sản xuất được những trang thiết bị vật tư vật liệu này, cũng như là phân phối độc quyền. Cái điều này khi mà chúng ta đầu tư và lựa chọn của MaxHome ấy, cũng sẽ dễ dàng hơn cho cái việc xây dựng công trình này. Và ngoài ra cái giá thành chắc chắn là sẽ rẻ hơn, bởi vì là so với cái việc chúng ta ra ngoài cửa hàng chúng ta mua thì sẽ phải qua rất nhiều những cái các cấp đại lý rồi, và qua mỗi cấp đó thì những cái chi phí của chúng ta sẽ phải phát sinh thêm. Còn đối với cái việc chúng ta lựa chọn được một đơn vị sản xuất trực tiếp và đưa trực tiếp tới công trình thì chúng ta sẽ nhận được luôn cái giá thành của nhà máy. Đây chính là một cái sự lựa chọn rất là tối ưu. Và ở ngay phía bên ngoài này, đó chính là cái cửa hậu của công trình. Khi mà một cái công trình có 2 lối tiếp cận, 3 lối tiếp cận thì sẽ dễ dàng hơn cho cái việc di chuyển. Ngoài ra nữa thì cái việc lưu thông không khí nó sẽ rất là nhanh chóng và hiệu quả. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chủ đầu tư của công trình nhé. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng cạnh chú Tuấn ạ. Đây là chú của anh Thao, chủ đầu tư công trình ạ. Cháu chào chú ạ. Xin chào cháu. Dạ. Lời đầu tiên cho cháu xin phép là được thay mặt cho công ty gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình mình ạ, để tin tưởng lựa chọn dịch vụ của MaxHome ạ. Thì hôm nay về đây cháu có một cái số câu hỏi muốn hỏi chú được không ạ? Được, cháu cứ hỏi đi. Đầu tiên đi ạ, thì cho cháu hỏi một chút là sau khi mà công trình nhà mình hoàn thiện rồi ấy, và biết là gia đình nhà mình cũng được về đây ở một thời gian rồi, thì không biết là chú có cảm thấy hài lòng với công trình này không ạ? Chú hài lòng chứ, công trình này của các cháu làm ở đây là quá ok, quá đẹp. Thế ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, vậy câu hỏi tiếp theo đi ạ. Lý do tại sao mà gia đình mình biết đến công ty MaxHome và lựa chọn MaxHome là đơn vị thiết kế về thi công trọn gói ạ? Thì đây là chú thì lại chú của Thao. Thế nhưng mà Thao thì nó lên trên mạng. Dạ. Nó tìm hiểu thì nó thấy công ty của cháu là làm đẹp mà có trách nhiệm. Dạ. Đấy, rất là tốt, nên là Thao nó liên hệ với lại công ty của cháu để nó đặt hàng. Còn chú chỉ là người trông coi cho cháu Thao. Dạ vâng ạ. Vậy thì nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024 ạ, thì không biết là chú có lời nào muốn gửi đến công ty của quý vị khán giả không ạ? Thì tôi nhân ngày hôm nay các cháu về đây thì chú cũng không có biết nói lời gì hơn, chỉ chúc công ty của cháu là làm ăn phát đạt, ngày càng xây được nhiều những căn nhà mới, căn nhà đẹp. Vâng ạ, vậy thì quý vị khán giả sao ạ? Chú có lời chúc gì muốn gửi tặng quý vị khán giả? Chúc quý vị khán giả của công ty là mạnh khỏe, đến năm mới là an khang thịnh vượng, phải luôn luôn vui vẻ. Vâng ạ, vậy cháu cảm ơn chú Tuấn rất là nhiều ạ. Quý vị thân mến, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và chú Tuấn cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tại các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Chào khán giả.